huy động các nguồn lực xã hội để xóa nhà tạm, nhà rột nát là một trong những nội dung chính để thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước đã được thực hiện trong những năm qua. Mỗi ngôi nhà xây lên là một niềm vui lại hiện rõ trên khuôn mặt của những người nghèo khi có được ngôi nhà khang trang, thắm đượm nghĩa đảng, tình dân. Với mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2023, bằng những nguồn lực khác nhau, huyện Định Hóa đã và đang tích cực hỗ trợ các hộ nghèo khó khăn về nhà ở, sửa chữa, xây dựng nhà mới, giúp họ ổn định cuộc sống, góp phần trong việc xóa đói giảm nghèo, tạo diện mạo nông thôn khang trang hơn. Nhiều năm liền sống trong ngôi nhà đã xuống cấp, bà Trần Thị Hảo rất vui mừng khi được bình xét thuộc diện được hỗ trợ xây nhà trong đợt này. Với số tiền hỗ trợ là 60 triệu đồng, gia đình bà cũng đã chủ động góp thêm nguyên vật liệu để xây nhà. Thì bây giờ nhà tôi thì nó rột nát quá, thì bây giờ là nhà nước cho tôi làm một cái nhà để xóa nhà rột nát, thì tôi là từ hôm là đến là chụp ảnh là có quyết định làm nhà là tôi phấn khởi quá, người cứ run lọc cọc. Thế nên bây giờ là toàn dân là toàn nhà nước và các anh em và nàng xóm láng giềng là ai cũng động viên là bà cố gắng để làm được cái nhà mà ở cho nó đỡ khổ. Tôi rất là cảm ơn tất cả các nhà tài trợ và những nhà quan tâm và chính quyền nhà nước đã giúp đỡ như những người nghèo như chúng tôi. Tôi rất chân thành cảm ơn. Để hoàn thành mục tiêu của xã nông thôn mới nâng cao, xã Trung Hội hiện có hơn 60 hộ thuộc diện cần xóa nhà tạm. Qua rà soát trong năm 2022, 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở của xã sẽ được hỗ trợ xây dựng nhà mới. Đoàn xã Trung Hội chúng tôi tuy rằng đã phải đích nông thôn mới, nhưng cái tỷ lệ hộ nghèo chúng tôi rất là cao. Chúng tôi hiện nay còn có vẫn còn 212 hộ nghèo, 169 hộ cận nghèo. Hộ nghèo chiếm 15%, thì để xóa những cái nhà rột nát giao cho Mặt trận Tổ quốc sẽ là cơ quan chủ trì để hàng năm để thu các cái quỹ xóa nhà rột nát. Thứ hai là các ban ngành đoàn thể. Cái thứ ba là chúng tôi sẽ tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đặc biệt là các cái cơ sở doanh nghiệp đóng trên địa bàn cùng chung tay để quyên góp dù ít nhiều để góp một số tiền nhất định để hỗ trợ các nhà nghèo, hộ cận nghèo. Huyện Định Hóa hiện có hơn 150 hộ khó khăn về nhà ở với định mức hỗ trợ mỗi căn nhà từ 50 đến 60 triệu đồng. Nguồn kinh phí hỗ trợ từ hai đơn vị là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và doanh nghiệp. Trong đó có tập đoàn Vingroup cam kết tài trợ cho 800 căn nhà với mức hỗ trợ 60 triệu đồng. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, những hộ được hỗ trợ phải đối ứng thêm để xây được một ngôi nhà đảm bảo chất lượng, diện tích, có nhà vệ sinh theo quy định nông thôn mới. Huyện cũng đã tích cực giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện để các hộ nghèo sớm được an cư lạc nghiệp. Chúng tôi xác định là xóa nhà rột nát là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng nông thôn mới. Và cái đích đến của chúng tôi là 2023 là phải hoàn thành những huyện nông thôn mới. Từ đó thì cấp ủy và chính quyền địa phương thì cũng đã quan tâm, chỉ đạo, thống kê, rà soát, báo cáo với Quốc hội, rồi Ban Thường vụ Tỉnh ủy của tỉnh, rồi các cơ quan chức năng. Qua đó, qua rà soát thì chúng tôi cần phải thực hiện là xóa 963 căn nhà rột nát. Trước mắt thì chúng tôi sẽ hỗ trợ như thế này. Theo tập đoàn Sun Group thì là 60 triệu. Các nguồn lực khác mà các nhà tài trợ, kể cả cán bộ công nhân viên chức, chúng tôi đang thống nhất là 50 triệu. Ngoài ra thì mỗi nhà, mỗi căn nhà xây dựng tại thời điểm sau mùng 1 tháng 7 sẽ hỗ trợ thêm 10 tấn xi măng nữa. Như vậy là dự kiến một căn nhà mà thực hiện theo tập đoàn Vingroup tài trợ thì sẽ rơi vào khoảng 70 đến 75 triệu cho một ngôi nhà. Với sự quan tâm vào cuộc của các cấp, các ngành, người dân và doanh nghiệp, việc hoàn thành tiêu chí xóa nhà tạm trong năm 2022 trên địa bàn huyện là hoàn toàn có khả thi, qua đó góp phần quan trọng đưa huyện Định Hóa về đích nông thôn mới đúng tiến độ với mục tiêu kế hoạch đề ra.